Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Tổng thống Trump không ở gần người nhiễm COVID-19. Liên minh bảo thủ Hoa Kỳ ACLU, nơi tổ chức hội nghị hành động chính trị bảo thủ cao cấp, đã xác nhận hôm thứ Bảy một trong những người tham dự hội nghị đã cho kết quả dương tính với COVID-19, theo Fox News. Hội nghị diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2 ở tiểu bang Maryland của Mỹ, với sự tham gia của nhiều nhà lập pháp, chính trị gia và quan chức Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã phát biểu tại sự kiện này. Nhà Trắng cho biết họ nhận thức được tình hình và không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Trump hay Phó Tổng thống Pence ở gần người nhiễm bệnh. Người tham dự này không có tương tác với Tổng thống hoặc Phó Tổng thống và chưa bao giờ tham dự các sự kiện trong hội trường chính, ACLU cho biết. Đài Loan có tỷ lệ nữ lập pháp cao nhất châu Á. Ủy ban Bình đẳng giới, viết tắt là GEC, của Nội các Đài Loan hôm Chủ nhật 8 tháng 3 cho biết, phụ nữ chiếm 41,59% trong số các nhà lập pháp ở Đài Loan, nhiều nhất trong số các quốc gia ở châu Á, theo Taiwan News cho biết. Theo GEC, Đài Loan có tỷ lệ nữ lập pháp cao thứ 16 trên thế giới và thậm chí vượt qua Thụy Sĩ, với gần 43% các công ty Đài Loan có giám sát viên là nữ và khoảng cách tiền lương theo giới tính cũng đã được thu hẹp kể từ năm 2019. Ngoài ra, GEC lưu ý rằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ Đài Loan trong độ tuổi từ 35 tới 39 đã vượt qua mốc 80% lần đầu tiên trong lịch sử, theo Liberty Times. Tổng thống Trump không hủy các cuộc vận động tranh cử. Chúng tôi sẽ có những cuộc vận động tranh cử to lớn và đang làm rất tốt. Chúng tôi đã làm được công việc rất tuyệt vời về mặt này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 3 phát biểu trong buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago khi được hỏi liệu ông có duy trì chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh COVID-19 lây lan hay không, theo AFP. Tổng thống Mỹ khẳng định hoàn toàn không lo lắng khi một trường hợp nhiễm COVID xuất hiện ở thủ đô Washington DC chỉ cách Nhà Trắng vài km. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho biết cả nước Mỹ đang tiến gần đến việc đối phó COVID-19. Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Bảy 7 tháng 3 cho biết cả nước Mỹ đang tiến gần đến việc đối phó dịch COVID-19 khi ông gặp các giám đốc điều hành tàu và giám đốc cảng ở Florida, theo Fox News. Ông nhấn mạnh các hành động đối phó với COVID-19 mà chính quyền Trump đã thực hiện bao gồm tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, tạm dừng du lịch từ Trung Quốc và hiện sàng lọc 100% tất cả những người đi máy bay trực tiếp từ Ý và Hàn Quốc. Phó Tổng thống Pence cũng nhấn mạnh rằng đối với hầu hết người Mỹ, rủi ro vẫn còn thấp, nhưng lưu ý rằng rủi ro sẽ cao hơn đối với người cao tuổi, những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng. Hoàng gia Malaysia bác bỏ cáo buộc đảo chính trong việc bổ nhiệm tân thủ tướng. Hoàng gia Malaysia hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 3 đã phủ nhận cáo buộc về cuộc đảo chính hoàng gia trong một bài xã luận của tờ Guardian nói rằng vua Malaysia đã sử dụng quyền hạn tùy ý của mình trong việc quy định hiến pháp trong việc bổ nhiệm tân thủ tướng sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu Mahathir Mohamad từ chức, theo Reuters. Chỉ sau quá trình tham vấn nghi ngặt và cởi mở này, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp liên bang, đức vua đã thực hiện quyết định của mình theo hiến pháp liên bang để bổ nhiệm một tân thủ tướng, hoàng gia Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Vì thế, không có nghĩa là quá trình này có thể được coi là một cuộc đảo chính hoàng gia như được khẳng định bởi tờ Guardian. Số ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ lên tới 400. Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, cho biết đã có 400 ca lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ. Trong đó, có 49 ca nhiễm từ các công dân đi di tản khỏi Vũ Hán và du thuyền Diamond Princess. 21 người bị nhiễm trên du thuyền Grand Princess đang neo trong vịnh San Francisco. CNN cho biết các trường hợp lây nhiễm được phát hiện và xét nghiệm tại Hoa Kỳ là 330 ca trên 29 tiểu bang. Tính đến ngày 7 tháng 3,
Hoa Kỳ có tổng số 400 người dương tính với COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 ở Ý tăng cao kỷ lục. Số ca nhiễm virus corona ở Ý, tâm dịch COVID-19 ở châu Âu, tăng vọt hơn 1.200 ca trong khoảng thời gian 24 giờ qua. Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 3, đó là mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát 2 tuần trước ở đây theo VOA. Chính phủ Ý đã phê chuẩn một sắc lệnh trong ngày 7 tháng 3, cho phép tiến hành nhiều biện pháp hơn nhằm cố gắng kiềm chế virus lây lan. Sau khi các biện pháp khắc nghiệt được thực hiện trong tuần này, bao gồm đóng cửa các trường học, rạp chiếu phim và nhiều sự kiện công cộng. Ca bệnh đầu tiên được xác nhận ở Ý là 15 ngày trước và tập trung tại một số điểm nóng ở phía Bắc. Nhưng các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận tại mỗi vùng trong số 20 vùng của Ý, với các trường hợp tử vong được ghi nhận ở 8 vùng. Virus corona lây lan trong nghị viện Pháp. Một thành viên thứ hai của nghị hội quốc dân Pháp được đưa vào bệnh viện sau khi nhiễm virus corona và 5 nhà lập pháp khác đang được xét nghiệm bệnh này. Văn phòng Chủ tịch Hạ viện cho biết trong một thông cáo ngày thứ Bảy, 7 tháng 3 theo Đài Voa cho biết nghị hội không nêu tên hai nhà lập pháp nhiễm bệnh, nhưng truyền thông địa phương ở vùng Alsace phía đông đưa tin người đầu tiên trong số hai nhà lập pháp là Jean-Luc Reiser, người đại diện một trong các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch bệnh và hiện đang được chăm sóc đặc biệt. Nhà lập pháp thứ hai là một người phụ nữ. Theo thông cáo của nghị hội, hôm 6 tháng 3 nói rằng một nhân viên quầy bán thức ăn vặt cũng bị nhiễm virus. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Ý nhiễm COVID-19, Nicola Zingaretti, lãnh đạo đảng Dân Chủ thuộc Liên minh cầm quyền của Ý, cho hay ông có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV theo Reuters cho biết. Bác sĩ bảo tôi dương tính với nCoV, ông Zingaretti, 54 tuổi, nói trong một video đăng trên Facebook hôm 7 tháng 3. Nhưng tôi khỏe và tôi sẽ ở nhà vài ngày tới. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi những công việc cần phải làm. Zingaretti cũng cho biết gia đình ông đang tuân thủ những quy định về kiểm dịch và tất cả những người mà ông đã tiếp xúc trong mấy ngày qua đã được liên hệ để kiểm tra y tế. Tôi từng nói trước đây rồi, hãy cùng chiến đấu. Tôi sẽ làm gương và tuân theo những quy tắc do bác sĩ và các nhà khoa học đưa ra, ông nói. 6 năm chiếc MH370 mất tích. 6 năm kể từ chuyến máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia biến mất khỏi radar, người thân của 239 người trên máy bay vẫn đang kêu gọi chính quyền hồi sinh nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này, theo Reuters cho biết. Số phận của chuyến máy bay MH370 đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới khi nó biến mất trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3, 2014. Các cuộc tìm kiếm máy bay đã bị hủy bỏ vào năm 2018. Nỗi đau vẫn còn đó. Thực tế là chiếc máy bay vẫn mất tích. Và thực tế là cho đến giờ này, chúng tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay, theo Grace Nadan, một luật sư có mẹ trên chuyến bay mất tích cho biết. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.